Đây, ăn gì ạ? Con ăn gì ạ? Ăn gì cho cô chú coi coi ăn gì. À, cho cô chú coi con đang ăn gì ạ? Nói cô chú nghe coi. Mấy cô chú ơi, con đang ăn chôm chôm. Ăn chôm chôm. Đúng rồi. Tối rồi đó cô chú. Lâu rồi chưa quay video tối, video giường chiếu buổi tối của chay cho cô chú coi. Buổi tối là cả nhà nha. Tối nay là Ngọc đỡ bận đó. Thường thường hiện tại bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 9 giờ 45 tối rồi. Thường thường là tối bây giờ Ngọc là tới giờ là giờ Ngọc vẫn còn làm việc á. Thế nè, cô chú coi điện thoại nè. Tin nhắn quá trời luôn nè, thấy không? Đó mà chưa trả lời nữa đó. Mới ăn cơm xong. Mà bữa nay là tin nhắn với điện thoại ít nên là thấy con chay nó nằm dễ thương quá nên là quay nó cho cô chú coi đó, buổi tối đó nằm ăn chôm chôm thả học nha. Con không quay kìa được không? Không nở này trở này. Thôi thôi mình lấy cho con trái bựng mới ngon. Con tự gỡ ra đi. Đúng rồi, cắn là vậy đó. Nè, chà vô đây. Tự làm đi. Bây giờ mày chỉ nha. Bây giờ nè, con cầm trái này đi. Rồi mày cầm trái này, mày chỉ nè. Hả miệng bự ra. Cho trái chôm chôm vô. Thấy răng nè, cắn nè. À, thấy ra. Rồi, con làm đi, con tự làm đi. Cắn ra. Cắn mạnh ra. Đúng rồi. Cắn ra đó, được rồi đó. Lột ra. Đúng rồi, lấy tay lột ra. Cắt nữa, cắt tiếp. Đó, đúng rồi. Nè, khăn giấy, đúng rồi, chùi miệng vô, cắn mạnh ra. Thì mày chỉ cho con biết cái cách con lột chôm chôm chứ. Lột ra, lấy cái tay lột ra. Oh my god. Trái chôm chôm đầu tiên trong đời của chị chay. Oh my god. Mẹ mở chôm chôm ra. Con làm đi, con làm được tới bước đó rồi, con làm được mà. Oh my god, I'm so proud of you, JD. Oh. Mẹ. Sao? Con mở nó đi, con lấy tay con tách ra. Oh my god, yeah. High five. Câu giữ cái tay, đưa cái tay đây. Oh my goodness, chay đi tự mở cái trái chôm chôm ra rồi. Giỏi quá thì thôi ạ. Rồi, mai mốt phải chờ, mai mốt ăn là tự biết đã mở chứ khỏi cần đứng đó đợi mẹ mở, thấy không? Giờ mình lớn rồi, mình ăn, mình nhìn mẹ mình làm sao, mẹ mình chỉ mình làm y chang vậy chứ. Ngon quá. Chôm chôm này không biết bên Florida, bên Thái nữa. Ngọt quá. Chưa miệng coi. Ngon quá. Đó cô chú ơi, chơi ăn mì nè cô chú. Quá giỏi luôn. Ngon quá. Cả gia đình này ăn mì xào. Thấy chưa hả? Jay, are you a good girl? Rồi. Ôi trời ơi.
ngon quá. À. Gấp đi, ráng gấp đi. Mày chỉ không? À, vậy ha. Hello. Hello ai? Hello cô chú. Hello cô chú. Hello mẹ. Con ăn mì. Con ăn mì cô chú. Con ăn mì cô chú ơi, thấy ghê không? Đúng không? Mommy's got it right there, baby. What's this, Mom? What's this? Cái gì? What's this? Cái đó là cái con ếch á. Crocodile. No, it's not. Oh yeah, it's crocodile. Trời ơi, cái con đó. No, it's crocodile. Nó hỏi con đó con gì? Yeah, it's a crocodile. Ngọc nói như là con đó con ếch, nó nói không, cái con đó là con crocodile, mà crocodile con cá sấu, mà đúng rồi, cái con đó con cá sấu. Nhìn xa tưởng cá sấu. Đúng rồi, cá sấu, cá sấu. Em là số 6 mẹ ơi. Lỗi của mẹ, mẹ nói sai, ok. Em là số 6. Con cá sấu. Con cá sấu. That's just my watches. Mì. No. Cái gì vậy? Công chúa. Yeah. Công chúa Snow White. Mommy. What? What is this? What is this, mommy? Không mọc quá. What's this? Không mọc quá. What's this? What's this? Không mọc nha. Giỏi. Ăn giỏi cho cô chú coi. Trời ạ, phải nhai đàng hoàng. Pretty good, right? Good job, Daddy. I got noodles and I got chicken. I got noodles, Daddy. No, you got noodles, I got noodles. We got noodles. I got thịt gà. Thịt gà, đúng rồi. Daddy, I have thịt gà. Thịt gà, nó nói Daddy, I have thịt gà. Thịt gà. Mm-hmm. Okay. Ăn nào mà. I got so white. Ăn nhiều miếng. I got so white. Nói gì? Ăn miếng rồi. I can't hear it. Ăn dỗ cho cô chú coi. Excuse me. Conceal, don't feel. Excuse me. Okay, now excuse me. I had to burp two times. Con ăn thịt gà vô con. Hello cô chú ơi. Hôm nay là một ngày hơi the the nha, không ấm nha. Hôm sáng giờ mưa, giờ hết mưa rồi, nắng xuống thì cũng the mặc áo mặc để mà thoải mái là phải mặc quần dài với lại áo khoác nhẹ. Trời ơi đừng có nói mùa hè sắp hết rồi nha. Nè cô chú Di Kiều nè cô chú. Đó. Gì Di Kiều? Gì Di Kiều? Trời ơi. Di Kiều bay nhảy quá trời luôn á. Di Kiều, quay lại cho em xin chụp tấm hình với Di Kiều. Chi. Trời ơi, Dì Kiều của em đó cô chú. Đi không? Thôi Dì Kiều đừng có gãi đít Dì Kiều. Kiều gì lạ nha. Ooh, are you guys fishing? Đang câu cá. Đó, hai đứa này là anh em họ nè. Hello. Ủa chạy, ủa gì đây cháu chạy? Mấy ngày nay thời tiết lạnh lẽo quá. Con chạy là cô chú thoát tim đó chạy. Cô chú ông bà ngồi thót thót tim đó. Con có biết điều đó không?
Cái áo này là cái chú kia mua cho Chay nè. Chú đó tên là mình. Chú mua cho Chay áo. Con làm gì đứng đó làm chi vậy? Ở dưới đây rong không nè, thấy không Chay? Giờ mà giờ không có chiếc thuyền nào đi nhiều. Trời trời cũng hơi lạnh lạnh, lạnh á. Muốn đi là phải mặc áo khoác vô đi mới thoải mái. Trời ơi đừng nói với tôi là mùa hè sắp kết thúc. Trời ơi giỏi chưa. Tàu của người ta đi vô tàu người ta chi vậy? Sao tàu nhà mình không đi? Step đàng hoàng từ từ. Đúng rồi. Đó thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Sáng giờ là chưa được ra đường nè. Cô chạy kìa, cô chạy kìa. Trời ơi chạy đàng hoàng, chạy gì hai cái tay gì đổng qua đổng lại rồi thấy mắc mệt quá trời. Có táo nè. Táo xỏa xuống đàng hoàng. Anh đâu, mấy anh đâu? Mấy anh đang làm gì vậy? Fishing. Con nói đi câu cá. Con làm gì, con tập thể dục hả? Con đang stretching, are you stretching? Trời ơi, cô chơi tập thể dục kìa cô chú. Quá luôn, năm qua mới mùa hè năm ngoái cái là nhỏ xíu. Giờ cái năm nay mới lớn dày, cái là năm sau nữa là còn lớn biết bao nhiêu nữa cô chú ơi. Cái gì tự nhiên quýnh mẹ. Du duyên, du duyên. Mặc cái quần Việt Nam đó cô chú. Rồi, du duyên, đi chỗ khác. Mặc quần Việt Nam. Thường quần đó khoái nhất á, quần đó là tối ngủ là mặc quần đó không á, cho nó dễ chịu phải không, nó thoải mái. Biết bao nhiêu đồ nhưng mà thấy cái quần đó là thoải mái nhất á, để mặc ngủ á. Cứ còn mấy cái quần kia nó bó quá đi, khó chịu. Ngọc là Ngọc thích những cái gì mà nó gì là cái gì bay nhảy, thích những cái gì mà nó thoải mái. Tối ngủ là mặc áo tay dài, nhưng mà áo tay dài cũng áo tay dài rộng nha, quần cũng quần rộng, quần dài rộng thoải mái. Chứ còn mấy cái bộ pajama sẽ bên đây không có hấp du gì vậy. Cái chỗ này nè, mẹ thích cái thuyền này là biết sao, hình như cái thuyền này nó dài hơn cái thuyền của mình đó chay, dài hơn tại vì cái bước này của nó ra dài ghê. Mẹ thích cái này nè, cái thuyền của mình bước ra cục ngủng mà mẹ không thích gì hết á. Ừ, nếu mà mẹ cho mẹ được, mẹ thích mập luôn hả? Ờ thì nó của mình đó, nếu mà được cho mẹ chọn lại là mẹ sẽ chọn cái nó hơi dài chút á. Chay chơi thêm tiếng 2 tiếng đồng hồ nó đi ngủ nha con. Ngủ cho sớm. Mai dậy đi rồi cái mẹ nấu canh bầu. À, canh mướp cho Chay ăn nha. Lâu quá rồi á mẹ không có nấu canh gì đó, gì lâu quá hồi nào giờ chưa bao giờ nấu canh mướp. Rồi đi chợ thấy thấy bán mướp nên thôi mua về để nấu canh cho Chay ăn. Can't hold it back any. À, dạ không hát, không hát, em không hát. Can't hold it back anymore. Let go. Let go. Turn away. Let the storm rage on. Cho nó chạy đi, cho nó chạy cho nó mệt. Rồi chạy ra đây. 1 2 3 chạy ra đây. Rồi let it go. Trời ơi làm cái gì mà có cái quần cứ tắm túm cái quần nó lại hoài vậy hả? Ôi ôi giời. Trời ơi hát 7 tiếng luôn rồi. Nó làm gì như ông xài vậy đó. Turn away and slam the door. À không hát. Dạ không hát. Here Chay stand.
không có gì xì. Không đi nữa. Ờ chạy đi, chạy đi. Rồi chạy chạy lên đây rồi nó hát lại được vô nha. Chạy lên đi. Rồi dừng lại hát lại được vô. Dừng lại hát lại được vô, lẹ lên. Gì vậy chạy? Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Hồi bữa cái đôi dài á, ủa cho ba nó đâu trời? Where you going? Chắc là ra kiếm ngọc với chay. Nó khôn lắm nha. Hồi bữa lâu quá không mang dài lại á, cái ngọc mang dài cho nó. Mà đôi dài mới á, nên là cái chân nó bị phồng á. Xong rồi cái hả, cái ngọc không biết. Cái xong rồi cái ngày hôm sau ba nó mang giày cho nó không chịu. Cái ba nó nói là con phải mang vớ vô, cái mang vớ vô xong rồi cái không có bị đau chân á. Cái ngày hôm sau nữa Ngọc mang giày vô cho nó. Ngọc cũng mang nữa mà Ngọc không mang vớ, nó nói không không mẹ không mang giày. Cái Ngọc hỏi lý do tại sao không mang giày, nó nói con muốn mang vớ vô. Trời ơi có được đó không? Cái Ngọc nói làm sao? Muốn mang con nó, Ngọc nói không giày này không cần mang vớ. Cái nó nói không mang vớ đau chân. Trời ơi trời. Chịu không nổi với nó. Nó không mang vớ đau chân. Cái Ngọc hỏi ba nó, Ngọc hỏi ba nó, cái ba nó nói ừ đúng rồi à, mang dài. Hồi bữa nó nói không mang vớ đau chân. Nó mẹ không mang dài nữa. Hỏi sao không mang, con muốn mang vớ. Hỏi cái nói dài này không cần mang vớ, không mang vớ đau chân. Chịu đời nổi nó không? Ủa làm gì cứ chạy qua chạy lại hoài chạy. Làm gì đó? Cô chú, mấy cô chú mà gọi mua nhị hoa nghị tây á, trời ơi ai cũng nói thương chày quá trời thương luôn. Hung chày cái cho cô chú. Ngày nào cũng coi hết, có cô kia nói trời ơi. Phải chi mà qua giữ chày được, qua giữ giùm luôn. Cô chú nhớ nha, ai mà có cần việc làm á, à, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa giữ chay á, ai mà cần việc làm thì cứ gọi cho Ngọc nha, 248 495 3245 nha. Mua nhị hoa nghị tây cũng gọi số đó luôn, 248 495 3245. Đang cần người dữ lắm cô chú ơi, mà sao chưa được luôn. Chay con thấy ông già không chay? Ông già đây nè, lại đây mẹ chỉ cho coi ông già ông đang ngồi. Rồi, mặc áo vest vô, mặc áo live vest vô. Rồi cái mẹ con ở đây mẹ khỏe. Mẹ không có lo lắng gì đó. Hả? Ông già kìa, già kìa. Đi lại đây. Đi lại con ông già kìa. Hả? Không đi con ông già hả? Ông già đây nè. Đó, ông ngồi ông gác cái chân ông kìa. Gì vậy? Làm gì vậy? Let it go. Let it go. Is it too big? 30 pounds. She's 30 pounds. We don't want you falling in. That's too big, baby. That's a little too big. Áo nó hơi bự á. Same size as all the other ones. Really? Yeah. No, để mẹ lấy cái dây này cho. Đây mẹ chịu ấy cái dây này nó té đó. Đạp cái dây này té nè. Rồi. Don't fall in. Đừng có lấy mấy cái dây này ra. Để mẹ ấy vô rồi mà con ấy ra gì? Ready, set, go! Are you tired?